chờ xíu ạ, chờ xíu ạ. Cô đang xuất hiện ở trên hành lang ở phía trên lầu và đang đi xuống đây ạ. Ladies and gentlemen, let's have a big applause to welcome Miss Mai Li from TVB Hong Kong to Vietnam and to the special event of 30. Let's welcome. Quý vị có thể vỗ tay được không ạ? À? Mặc dù có thể chúng ta không nhìn nó nhưng mà cô đang bước vào trong khu vườn thân thể của chúng ta. Và vỗ tay lớn hơn được không ạ? À? Xin cảm ơn quý vị. Welcome Miss Mai Li to Vietnam. Xin được chào đón nhân vật đặc biệt nhất ngày hôm nay ạ. À. Vâng thưa quý vị, như vậy là diễn viên Hồ Anh Nhi của chúng ta đã có mặt trong khu vườn đô thị. Xin được chào đón cô đến Việt Nam và hy vọng rằng cô sẽ có một buổi tối thật tuyệt vời với chúng tôi. Let's welcome Miss Mai Li to Vietnam and we hope that you will have an unforgettable night with us tonight. We would like to invite Miss Mai Li's husband. How's your feeling when you're just time to get up? Love it. Everybody is very, very nice and we're great to meet her in the afternoon. And very happy to be here to see everyone. Thank you so much, and we'll meet you again in the meeting time of the event. Thank you. Yes. Thank you. Thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp lại Hồ Anh Nhi trong các phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ chuẩn bị bắt đầu nhập tiền. Với lời mời của Thu Hoài đến đây thì vui cùng với cơ thể bố cũng như là sẽ trở thành gương mặt đại diện hiện nay cho cơ thể chào bố đây nông nhiên để chào đó diễn viên điện ảnh ca sĩ Hồ Hàn Nhi đến từ Hồng Kông. Because of the
Cảm ơn nam giới như một cái sự cảm ơn. Cảm ơn. Thầy có chơi cái gì? Ấn tiền gì mà? Ấn tiền. Ấn tiền. À, hỏi cổ ăn uống rồi không thiếu gỗ, ăn không vừa đó chưa ai ăn phở rồi ngon nhất là phở. Ăn rất là hợp lý. Dạ, phở thì tất cả mọi người, mỗi nơi đều thích. Cảm ơn. À, xây hầu với con bằng thầy đấy, sau một số phần này, để chứng nhận rồi, đầu này để chứng nhận chúng ta tùy vào mình duy tâm, rồi gì kè, tùy vào mình. Qua thì sẽ nhớ có nhật cái đầu là cái người của cái người thì thầy là anh yêu còn chú tôi để người thì để thì gì ông bán là cái đây là trời mẫu cái sản phẩm đó cái con đâu nhỉ mẫu này hôm nay cứ cái mùa lúa là sắp cái sản phẩm gì ha cái này mẫu cái hay cái mùa chính là mẫu sản phẩm của cái đất rồi chúng ta làm gì ông làm chủ tịch chủ cũng ngon đúng không? Con chỉ biết đối phó với chủ tịch thôi. Đây nhỉ? Quý vị các bạn hỏi là cổ nghĩ như thế nào về sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam? Thì cô nói là khi một người xuống vai thì cô đến trung tâm phơi biển ngay thì gặp rất là nhiều cô gái đẹp. Nói là Việt Nam mình sao gái đẹp nhiều quá. Và qua cảm thấy đẹp nhất là cái bà chủ mời cô về. Sao đẹp dữ vậy mà còn nghe sốc hơn nữa là ba lửa rồi. Mà tại sao mà kiếm được cái bóng dáng như thế này thì quý vị rõ ràng là nếu mà làm trong cái ngành này mà nó không đẹp thì không biết có như thế nào của khách hàng của mình không ạ? Rõ ràng đây là mình kiếm cái sắc đẹp đi lên mảnh lên cái sắc đẹp, bà chủ cũng đẹp, khách mời cũng đẹp, đúng không quý vị? Các hội cơ này thì rồi mình làm từ này except for the invitation thì cảm ơn mọi người rồi thôi cổ quyền thật thì mình xếp lên còn ta có một chiêu gì cái lẽ tạo nguyên nhậu này đến kìa hoàng gì lẽ hồn sử gì lẽ hồn hạ gì lẽ hả cảm ơn thưa quý vị em rất là vui cảm ơn cổ đã đến Việt Nam và tất cả người mà có cơ thể đến đây để chung vui chúng tôi và tôi nói là đa số để biết ai mà tên nhiều nổi tiếng hết trơn á Hồ Hạnh Nhi nè Dương Cổ Nhi nè Hồng Hạnh Nhi rồi vân vân dạ cảm ơn bạn rất nhiều đến Việt Nam và có tay làm việc để cho Hồ Hạnh Nhi quý vị và bây giờ Hoàng Công Hoài sẽ có một món quà để gửi tặng cho Hồ Hạnh Nhi và xin mời bộ phận hỗ trợ mang món quà đến đây sân khấu ạ. Để sẽ ít cho mình chơi cho chúng ta những cái có phải là an toàn hai là những công ty tức là thì hôm nay của giáo ta là những người mới sinh cơ mấy mạng là sơ khổ giao dịch cũng là ít phải những cái sinh khổ phải ít phải những cái sinh khổ. Quý vị và các bạn thân mến và Hoa hậu Thu Hoài cũng có một món quà đó là một bức tranh của hai vợ chồng của Hồ Hạnh Nhi và bức tranh này là của một cái nơi mà nói lên cái sự hạnh phúc như một thiên đường và chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc và Hoa Hậu Hoài cũng muốn hai bạn đến cái nơi mình đã lãng mạn như thế này đúng không ạ? Và xin gửi đến cho Hồ Hạnh Nhi. Dạ xin mời món quà của Hồ Hạnh Nhi ạ. Thưa quý vị đó là một con rồng tượng trưng cho sự may mắn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồ Hạnh Nhi nói rằng là muốn chúc cho cơ thể giống như là một cái người đứng đầu là cái đầu rồng á dẫn đầu trong cái nền công nghiệp mà Mỹ Việt ở Việt Nam nên tặng cho Thu Hoài con rồng này hy vọng là cơ thể sẽ thành công vang dội giống như con rồng trong cái tay nó gì cho món quà ý nghĩa này thưa quý vị hậu lệ nào chào lên và trước sau và quý vị bây giờ chúng ta sẽ đến với một trong những kiến thức rất quan trọng đó là phần cắt băng khánh thành cho cơ thể bốn. Ông có thể đọc sẽ đi, keep in, stay on stage. Thank you ladies, you're both really beautiful and lovely. And now we come to a really special moment this evening. This is the room for the brand of the company of the sport brand. Chúng ta xin mời lên sân khấu nhà thiết kế công trí, ca sĩ Đàm Đương và Hoa hậu Phạm Hương cùng lên sân khấu các bạn khách thành của chúng tôi để chào đón Thơ Thị Bố tại thành phố Hồ Chí Minh. Please welcome.
Phạm Hương. Bye.
practice in Vietnam. Thank you. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Chúc cho Thu Hoàng sẽ luôn luôn có được sức khỏe và tình cảm yêu thương của tất cả mọi người, và làm thế nào là đẹp thế đó. Thank you. Goodbye. Cảm ơn hai món quà rất thích hợp cho nghệ sĩ Trấn Thành. Còn bây giờ thưa quý vị, để phục vụ cho không gian ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc với những